Một thế giới nơi con người sở hữu những sức mạnh siêu nhiên, nhưng đa phần những người có được sức mạnh đó chỉ có người hùng hoặc là quỷ dữ. Nơi đây xuất hiện một loài quái vật thường xuyên rơi xuống từ bầu trời và đe dọa cuộc sống của loài người. Chúng được gọi chung là Nemesis. Không ai biết chúng từ đâu đến. Chúng mang đến đau khổ và chết chóc cho bất cứ ai chúng chạm vào. Nếu sống sót sau khi bị chạm thì người đó cũng gánh phải lời nguyền vĩnh cửu. Nhưng có những người chọn đứng lên để chống lại Nemesis. Những người này dù bị chạm vào thì vẫn có thể sống, và họ chính là những pháp sư. Và đây là câu chuyện về chàng trai phấn đấu để trở thành một đại pháp sư tại một thị trấn. Nhân vật chính xét của chúng ta đang nhảy nhót ở trên các ngôi nhà, cậu ghé mua bánh mì và lại tiếp tục bay nhảy tiếp. Cậu chợt nhớ ra là cậu phải đi gặp một người bạn là Tommy. Tommy đang ngồi chờ dài cổ thì xét từ trên cây nhảy xuống. Ta biết xét là một pháp sư học việc và cậu có hai cái sừng nhỏ trên đầu. Xét xin lỗi Tommy và quyết định cho cậu ta xem ba quyển sách cậu mới lấy trộm được của bà coi như để chuộc lỗi. Xét bảo sẽ trả lại trước khi bà nhận ra nên khỏi lo xét định dùng ma thuật để biểu diễn cho Tommy xem nhưng chẳng có gì xảy ra. Vì không muốn mất mặt nên cậu đã dùng kỹ năng của chính cậu để biểu diễn. Cậu tụ khí vào trong nắm đấm và tung một cú đấm bay luôn tảng đá. Tảng đá cậu đấm lại vô tình bay vào một trang trại bò voi. Lũ bò voi lao đến chỗ cậu như điên buộc cậu phải xách cái quần lên mà chạy gấp. Trong thị trấn, một bà phù thủy tên Alma đang chất vấn cửa hàng vì có hàng nhưng không chịu bán cho bà. Chủ quán không chịu bán cho bà vì kỳ thị bà là phù thủy. Bà đe dọa ông ta nếu không bán thì sẽ cho tiệm này thành cho ông chủ cũng rén nên đành phải đổi ý đột nhiên xét cùng đàn bò chạy vào thị trấn cậu lo là sẽ bị bà ao ma phát hiện nhưng quá đen khi cậu đã chạy ngang qua chỗ của bà ao ma đã phải dùng phép để dọn dẹp lại mọi thứ nhưng những người dân gần đó lại giở giọng khinh bỉ và xua đuổi những pháp sư ao ma hứa là sẽ đền bù thiệt hại xét rất muốn nói rằng đây là lỗi của cậu nhưng bà bảo giờ có nói gì cũng vô dụng bà tạo ra một cơn lốc và đưa xét đi về cả hai trở về ngôi nhà trên trời và bà ao ma đã phạt xét đi lau dọn tường của ngôi nhà vì bà cũng đã biết chuyện cậu lấy trộm sách phép bà cấm cậu từ nay không được trở lại hòn đảo đấy nữa, vì nếu bị vệ binh hoàng gia bắt được là cậu sẽ bị xử tử ngay. Alma cho biết con người ghét pháp sư vì họ xem pháp sư cũng như lũ Nemesis chỉ chuyên đem lại tai họa, nhưng nếu Nemesis bị tiêu diệt hết thì có lẽ đã khác. Cậu nuôi ước mơ trở thành pháp sư cũng là để tiêu diệt Nemesis và lấy lại hình ảnh cho pháp sư. Ngày hôm sau, Seth vẫn trở lại đảo để gặp Tommy. Tommy cho biết mẹ cậu ta không muốn cậu ta giao du với pháp sư như Seth nữa. Đột nhiên từ trên trời, một quả trứng Nemesis lao xuống như thiên thạch. Quả trứng rơi đến phía thị trấn, và Seth biết Alma hôm nay đã đi đến hòn đảo khác để diệt Nemesis nên sẽ không có ở nhà để đối phó. Cậu đã nói Tommy hãy đi sơ tán dân làng và để cậu đấu với con Nemesis đó. Seth đã về nhà và trang bị đồ. Còn Tommy sau khi báo với dân làng thì dân làng đã phát hoảng lên và đòi kêu Alma đến giải quyết, nhưng Seth chạy đến và tự tin cậu có thể tự giải quyết được. Cậu định lăn quả trứng đi chỗ khác nhưng nó đã bắt đầu nở. Seth dùng vũ khí để tấn công nó nhưng đều vô dụng và còn bị nó đấm bay và phá nát cửa hàng của ông kia. Tommy chạy lại thì bị Nemesis chú ý và tấn công nhưng Seth đã chạy lại và đỡ cho cậu ta. Seth nói Tommy hãy mau chạy đi còn cậu sẽ ở lại và bị đè bởi nắm đấm của Nemesis. Đúng lúc nguy cấp thì một tia sáng từ trên trời bắn xuống và cứu nguy cho Seth. Và sau đó thì một nhóm pháp sư đã xuất hiện. Nhóm pháp sư kia đã ra tay và chói con Nemesis lại và bắt đầu giới thiệu. Seth chưa từng gặp được pháp sư nào ngoài bà Alma nên cậu đã xin được tham gia với họ. Ông ta thấy sự quyết tâm của cậu nên đã đồng ý. Có điều người dân vẫn liên tục xua đuổi cậu, nhưng ông ta nói ông ta tin vào cậu. Thứ phép thuật kia sẽ chẳng trói được lâu nên ông ta đã giao cho Seth đánh lạc hướng con Nemesis để ông và những người khác đi di tản người dân. Lúc phong ấn vừa kết thúc thì Seth tung chiêu vào Nemesis thì bị nó bật ngược ra. Biết việc bản thân có đánh cũng không tác dụng nên Seth chọn cách bỏ chạy. Chạy một đoạn thì cậu lại nhảy lên và sút vào đầu nó, vẫn không ăn thua nên cậu lại dùng chiêu thức và lại bị bật ra. Seth đành phải suy nghĩ để tìm cách khác. Trong lúc đó, Tommy được đưa đến ngân hàng tìm bố nhưng khi chuẩn bị di tản thì nhóm pháp sư xuất hiện. Seth tìm thấy một sợi xích to và bắt đầu đi dụ con Nemesis để trói nó lại. Cậu thành công trói được con Nemesis nhưng lại chọc tức nó và khiến nó bắn một sóng xung kích vào cậu. Bà Alma lúc này đang trên đường về do người ta nhầm con bò là Nemesis. Đang chiêu chiêu thì bà cảm nhận được Nemesis nên đã tăng tốc bay về. Seth thì sau khi né được đòn của Nemesis thì nghe thấy tiếng hét và chạy đến xem thử. Nhóm pháp sư đã bắt trói những người dân và để lộ ra chúng là một nhóm cướp. Chúng vốn chỉ muốn để dân làng đi rồi với vơ vét tài sản nhưng họ lại không chịu chạy nên đành phải bắt trói lại hết xét đúng lúc này mới chạy đến và dân làng lại nghĩ cậu đã thông đồng với bọn cướp cậu phủ nhận điều đó và hỏi bọn chúng thật sự là cướp hay pháp sư chúng cho biết chúng đã từng là pháp sư nhưng giờ thì đổi qua làm cướp bọn chúng chỉ lợi dụng cậu vì biết cậu đang muốn chứng tỏ bản thân chúng cho rằng các pháp sư không có nghĩa vụ phải bảo vệ cho con người vì con người luôn đổ mọi tội lỗi cho pháp sư và xem thường họ trong khi họ lại là những người phải bán mạng chiến đấu với nguy hiểm chỉ để bảo vệ lũ người vô ơn nó con người chỉ cầu xin khi họ bị đe dọa bởi nemesis và phản bội lại khi mọi thứ đã an toàn Lời nói của mấy người dân đây đã phần nào phản ánh chính điều đó. Tóm lại là con người không đang để họ liều mạng. Nói xong hắn ném cho Seth một túi tiền coi như là tiền ăn chia, nhưng Seth lại cầm túi tiền và đấm vào mặt ông ta. Cậu đấm cả hai tên kia nhưng lại bị tên cuối cùng phản đòn. Ông ta cho rằng sớm muộn gì cậu cũng hiểu ra thôi nên bỏ qua cho cậu. Nói xong thì con Nemesis đã phá xích và thoát ra được, nhóm kia cũng đã vơ vét đủ nên bỏ đi. Còn người dân thì từ khinh bỉ quay ra van xin, đúng là người từng trải thì nói không có sai con Nemesis nhanh chóng đến trước ngân hàng và chuẩn bị bắn vào ngân hàng một chiều nữa. Nhưng với hào quang nhân vật chính xét đã chặn được nó chỉ bằng tay không. Nhóm cướp cũng không tin vào mắt mình khi xét thậm chí còn không dùng nổi phép thuật mà có thể chặn được chiều đó. Sau khi chặn được thì xét đã dùng cú đấm sấm xét và lao đến đấm con Nemesis. Nó lủng một lỗ lớn và mặt nạ của nó cũng bị vỡ vụn. Vậy nhưng nó vẫn chưa chết. Đúng lúc này thì bà Alma đã đến và kết liễu nó. Xét thì đã ngất đi và khi tỉnh lại cậu hỏi bà về tình hình. Bà cho biết con Nemesis đã bị hạ dân làng đã an toàn còn nhóm cướp thì đã bị bà bắt lại bà kể lại rằng tommy đã nhặt lại những mảnh găng tay của cậu và cho biết việc cậu dùng tay không chặn chiêu của nemesis có thể bị quân đội hoàng gia để ý và vây bắt lại và dân làng hẳn là đã gọi báo cho quan chức bà cho rằng việc con người và pháp sư sẽ khó để có thể chung sống được với nhau sẽ quyết tâm rằng bản thân cậu sẽ tiêu diệt hết lũ nemesis bà alma đã cho cậu biết là nếu cậu muốn làm được điều đó thì phải đến dây nơi được đồn là tổ của nemesis nhưng đó chỉ là thần thoại vì đến nay vẫn chưa ai tìm ra được nơi đó cậu quyết định rằng cậu sẽ tìm và phá hủy được Jadian. Cậu cũng không tin việc nơi đó chỉ là thần thoại. Bà nói rằng nếu cậu muốn diệt Nemesis thì lần sau bà sẽ đưa cậu đi theo, nhưng cậu lo là liệu người dân có còn xem cậu là người xấu nữa không. Bà Alma cho rằng điều này gần như là chuyện bắt buộc phải gặp nhưng bà quyết sẽ không để cậu thành người xấu. Bà sau đó đã nhớ lại lúc mà bản thân bà mới bị mất trí nhớ sau một vụ hỏa hoạn. Và người ở bên bà lúc ấy là Seth. Sau khi bình phục, bà đã lên đường tìm lại ký ức đã mất. Bà đã đi khắp nơi để hỏi có ai biết bà hay Seth không nhưng câu trả lời luôn là không. Bà biết được bản thân bà và Seth đã bị Nemesis nguyền rủa. Lúc đầu bà xem Seth như một gánh nặng và muốn bỏ cậu lại, nhưng cậu là manh mối duy nhất để bà tìm lại ký ức nên bà đã bỏ đi ý nghĩ đó. Và một ngày khi bà đi tiêu diệt Nemesis và bỏ Seth lại ở nhà thì cậu đã bị những tên nhóc trong làng đánh đập. Cậu bất lực và khiến sức mạnh bùng nổ. Khi bà trở về thì căn nhà đã tan nát và Seth đang sắp bị dân làng thiêu sống. Dân làng tin việc bị pháp sư chạm vào thì cũng sẽ bị nhiễm lời nguyền, Bà đã đến cứu Xét và chạm vào một tên dân làng khiến cả làng hoảng sợ mà bỏ chạy. Bà nhận ra rằng bà phải bảo vệ cho Xét và từ đó, bà xây nên căn nhà trên trời này và để gió đưa họ đi. Sáng hôm sau, Xét đã lên đường rời đi. Bà Alma đã không cản cậu mà còn cho cậu chiếc chổi của bà như là quà chia tay. Bà trả lại cho cậu đôi găng tay bắt cậu hứa là sẽ không trở thành quái vật. Xét đã cảm ơn bà vì mọi thứ bà đã làm cho cậu. Cả hai sau đó đã có một màn chia ly đầy nước mắt và giờ đây Xét sẽ phải tự lập nhưng dân làng giờ đây cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về cậu. Trong lúc đó, những kẻ của nhà thờ và là kình địch lớn nhất với pháp sư đã tụ họp lại vì nghe được tin về xét. Ba ngày trôi qua, bà đã gọi một người của bộ phận dọn dẹp đến nhằm đưa xác con Nemesis đi. Còn xét thì đã bị bắt do đi lạc vào đường bay của thánh quân. Cậu bị tóm và không thể phá lồng vì nó làm từ vật liệu chống lại ma pháp. Tên đội trưởng đây đã tịch thu hết đồ của cậu. Anh ta khuyên cậu đừng nên nói tới cái tên Jaden trước mặt người khác vì nó là từ cấm. Xong xuôi thì anh ta đã cho nhốt xét vào nơi sâu nhất của con tàu này. Xét giờ mới hiểu lý do mà bà muốn cậu giấu cặp sừng đi. Cậu cũng nhớ lại việc bà đã dặn cậu đến thành phố của những pháp sư để tìm một người tên là Iaga để biết thêm về dây điền. Và quan trọng nhất là tránh xa con mèo vàng. Đột nhiên xét tình cờ thấy được một cô gái cũng bị giam bên cạnh. Cô là Melly và là người đến từ thành phố pháp sư. Cô được cử đi lấy xác Nemesis nhưng lại vô tình để bị bắt. Cả hai đã làm quen với nhau thì người đi cùng với Melly là ông chú đốc cũng bị bắt khi đang mang xác con Nemesis đi. Chú ta cố tỏ ra là một công dân bình thường thì bị Melly nhận ra, Cô đần quá nên nói ra việc chú đang mang xác Nemesis khiến chú ta cũng bị bắt. Doc cho biết bản thân là một nhà nghiên cứu và chỉ đi thu nhặt xác Nemesis về để đổi tiền. Nhưng xác con lần này đã bị sét đập nát khiến tiền chẳng còn bao nhiêu. Trò chuyện một lúc thì đọc mới biết xét là học trò của bà An và cậu đang mơ tưởng đến một thứ viển vông là phá được dây điền. Đột nhiên một lúc sau thì con tiểu quỷ mà Meli nuôi lại trộm được chìa khóa mang về. Cả ba thành công thoát ra nhưng giữa đường thì xét muốn tìm lại đồ của bản thân. Doc cho rằng họ nên mặc kệ đồ mà đi trước đúng lúc này định tử bỏ thì đồ đã được quân lính đang đi ngang qua đốc càng muốn bỏ vì quá nguy hiểm nhưng cả ba đã bị phát hiện bởi đội trưởng và quân lính cũng nhanh chóng kéo đến cả ba bị bao vây nên xét đã quyết định sẽ chiến đấu với đám lính và nhờ hai người kia lấy hộ đồ chỉ một chiêu xét đã cho cả đám lính và cả hai người kia bay tứ tung melly lấy lại được gậy phép của bản thân và chạy đến dùng phép chặn lại mũi tên cho xét nhưng đến đợt hai là hết cỡ melly đột nhiên ngất đi và tỉnh lại với một tính cách nóng này đốc cho biết khi melly căng thẳng tột độ thì cô sẽ bị thay đổi tính cách như vậy Melly cho một vùng trên tàu bị nổ và đẩy cả đám lính bay hết, nhưng đội trưởng đã bất thình lính xuất hiện ngay bên cạnh và Dương cung sẵn. Seth đã lấy chổi và lao đến tung một cú khiến cả con tàu chúi thẳng về một phía. Cả ba sau đó thoát được và leo lên tàu của Doc và bỏ trốn. Đội trưởng không cho đuổi theo vì họ đã bay ngoài tầm, anh ta đã phải để mắt đến Seth do cậu có thể dùng được ma pháp bằng tay không. Còn Seth thì muốn Melly dạy cho bản thân chiêu nổ ba nãy. Melly cũng đồng ý nhưng lo là không được nhiều tác dụng vì cơ bản đây cũng là một phép dạng phòng thủ xét thắc mắc bao giờ thì đến thành phố của pháp sư thì đốc cho biết nó đã ngay trước mắt cả ba sau một lúc đã vào được thành phố xét thì rất háo hức nhưng trước tiên họ phải được vòng ma pháp này quét qua để chắc chắn là không mang gì nguy hiểm lên bên trên thì xét càng chóng ngợp khi có rất nhiều tàu cả ba đã đậu tàu vào nơi chỉ định rồi tiến đến khu vực an ninh phải qua được đây thì mới vào được thành phố cô tiếp tân đây muốn biết xét có phải cư dân hay có ý định trở thành cư dân tại đây hay không nhưng cậu chỉ đến tìm iaga chứ không hề muốn làm cư dân Doc đã nhanh chóng chạy đến cho Seth biết để gặp Iaga thì cậu phải đăng ký làm cư dân trước, lúc lên mặt đất. Seth chóng ngợp vì nơi này chỉ toàn pháp sư, Meli cho biết đây được gọi là thiên đường của các pháp sư. Doc dặn cậu nhanh đi làm lễ kết nạp mà còn tìm Iaga. Cậu đã kéo cả Doc đi và trên đường đã có một pháp sư để ý đến Seth vì cậu có nhắc đến tên bà Anma. Seth bây giờ đã đến lâu đài và người được cho là đứng đầu thành phố bây giờ là một con mèo vàng được gọi là nhà vua hay bệ hạ gì cũng được, vì đều trong tên nó cả. Seth đã quên mất lời bà dặn mà chỉ để ý đến việc Meli nói rằng bệ hạ có khao khát xóa bỏ lời nguyền trên mọi pháp sư. Bà đã dặn là tránh xa con mèo vàng mà chỉ vì lơ đễnh vì gặp người có chung chí hướng nên Seth đã đồng ý ký vào một biên bản mà còn chưa đọc kỹ. Để rồi sau đó họ nhận ra đây là một tờ giấy nợ trắng trợn và họ đã ký vào mà không suy nghĩ. Do ai cũng từng dính rồi nên muốn đứa khác cũng chịu nợ như bản thân luôn cho vui, bàn giao nợ xong thì con mèo đã bỏ đi để lại ba cư dân mới đến thành phố đang trai đỏ dí. Đốc cố ý đưa cậu vào vụ này là để cậu mắc nợ mà bớt đi phá chú ta nhưng vì chú ta đã đăng ký làm người bảo hộ cho Seth nên cũng phải gánh phần nợ. Melly trước đây cũng dính và cũng được đốc gánh nốt. cả hai cô cậu trẻ sau đó đành giao lại cho đốc mà đi tìm người tên Iaga. lúc chọn cầu trong thành phố thì hai cô cậu non trẻ đã đi vào cầu phải trả phí. đi đường tự động cũng trả phí. vào quán rượu lỡ gọi đồ mất phí. Melly hỏi thử thì bị người khác xua đuổi và chế nhạo nên cô đã bật mốt chị đại lên cho cả quán đi bụi. tiền nợ lại cứ lên. cuối ngày, Seth giờ mới hiểu tại sao Seth chính thức trở thành vua nợ của tháng này. nhưng cậu vẫn thấy thành phố này thật tuyệt đẹp người dân cũng xem nơi đây tốt hơn bên ngoài đột nhiên một ông pháp sư ngồi trong vạc tìm đến cả hai ông nói bản thân không là ai cả nhưng có câu trả lời cho cả ba vì ông ta biết iaga nhưng ông muốn biết xét thấy sao về thành phố này cậu cho rằng thành phố rất tươi đẹp và giúp pháp sư sống hạnh phúc trừ việc nơi này tốn kha khá tiền và được cai trị bởi một tên vô lại ông hỏi cả ba có biết lý do con mèo kia cần nhiều tiền hay không chưa kịp nói thêm thì có báo động vang lên vì thánh quân đã tìm đến đây họ đến đây nhằm bắt xét lại nhưng bị hàng ngàn pháp sư bay ra chặn đường Đội trưởng cho rằng họ bắt buộc phải quay về vì tên vua mèo đã dùng tiền để duy trì nơi này và họ không thể nào đánh thắng và nếu càng cố chấp sẽ có thể gây ra chiến tranh. Anh ta quyết định rút lui và phải báo cáo chuyện của Seth cho cấp trên. Ông lão trong vạc giờ mới cho họ biết lý do con mèo kia cần nhiều tiền đến vậy là vì nó phải duy trì nơi này như là thành trì cuối cùng cho các pháp sư. Ông muốn biết ước mơ của Seth và cậu vẫn kiên định với việc phá hủy điên Ông cho rằng đó là ước mơ viển vông và một đứa nhóc như cậu thì chẳng làm được gì. Thay vào đó thì cứ ở lại đây bảo vệ nơi này. Seth không muốn ở lại đây trong khi ngoài kia người người vẫn đang chịu khổ vì nemesis ông ta thấy cậu giống y hệt anma nên giới thiệu bản thân chính là iaga trong lúc đó bên cấp cao của thánh quân giã nghe về Seth và cho người theo dõi sát sao cậu vì những kẻ dùng được ma lực bằng tay không rất nguy hiểm sáng hôm sau Seth đã đến tìm meli để học phép thuật do hôm qua iaga muốn cậu phải chứng tỏ bản thân xứng đáng thì ông ta mới cho cậu thông tin về jadian cậu tung thử chiêu của bản thân nhưng iaga cho rằng đó quá đơn giản và yếu ớt và nếu không mạnh hơn thì đừng đi tìm ông ta nữa cậu muốn Melly dạy mình một chiêu tấn công như lần cô đã làm ở trên tàu. Nhưng Melly không thể vì cô chỉ có thể dùng phép tấn công khi thay đổi tính cách còn giờ cô chỉ làm được phép phòng thủ. Seth cũng hiểu nên muốn cô dạy bản thân cách tập trung ma lực, nhưng cô giải thích khá khó hiểu nên cả hai đành đi tìm đóc. Chú ta đang chuẩn bị lời tỏ tình và hoa để tán gái, nhưng hai cô cậu trẻ lại tìm đến khiến chú ta giật mình và rồi người mà đóc muốn tỏ tình cũng xuất hiện. Cô là Melba và là người làm ở quán cà phê này. Con búp bê trên tay Meo Ba là bố cô và ông không cho bất cứ kẻ nào và nhất là Doc chạm vào con gái ông. Doc bất lực nhìn bông hoa bị ném đi mà nước mắt rơi. meo Ba đã mời họ một bữa ăn xem như là chào mừng Seth đến với nơi này. Seth đã bày tỏ ước muốn của mình và Meo Ba cho rằng đây là một việc tuyệt vời và rất can đảm. Doc nghe vậy thì cũng hùa theo. Seth bày tỏ việc bản thân đang cần người dạy điều khiển ma lực. Doc nói bản thân không có thì giờ nhưng Meo Ba nghe Doc làm việc tốt thì rất thích nên chú ta quay xe đổi ý. meo Ba đã lấy ra trà thảo mộc cho họ uống. Tuy nó rất dở nhưng không ai nỡ chê cô mang ra nhiều hơn nên đốc đã kéo xét đi tập để trốn khi đến nơi để tập đốc cho biết bản thân không thể sử dụng ma lực vì chỉ là nhà nghiên cứu nên ông sẽ chỉ dạy xét theo hướng lý thuyết đốc đã đọc ra các bước nhưng cậu lại làm theo mà chẳng có gì xảy ra làm đi làm lại vẫn như vậy cậu bực quá mà lỡ dùng lại chiêu của bản thân mà đấm bay đốc ông ta bị thương nên dỗi không thèm dạy nữa Melly bị áp lực nên lại đổi qua chị đại và muốn đánh cho xét tự hiểu ra cách sử dụng cô bắn loạn xạ khiến meo ba suýt thì dính đạn nếu đốc không chạy ra đỡ cả hai đuổi nhau đến mức phá tan hoang khắp phố. Melly cho rằng Seth là đứa yếu đuối vô dụng và không có gan đánh lại. Đột nhiên cây cầu sập xuống buộc Seth phải tin tưởng bản thân và tự tung ra chiêu để cứu Melly. Melly chị đại thấy cậu làm được thì chui lại vào trong và thả Melly kia ra ngoài. Melly sợ cậu sẽ giận nhưng cậu phải cảm ơn vì nhờ cô mà cậu đã dùng được chiêu mà Iaga yêu cầu. Cậu đã gặp ông để trình diễn thử. Ông thấy Seth vẫn chưa làm đúng nhưng tạm chấp nhận. Còn về việc đến dây điền thì cậu còn phải mạnh hơn nhiều nếu muốn đến đó. Ông sẽ huấn luyện cho Seth và nhắc trước là ông rất nghiêm khắc. Bài nhập môn của Seth đã xảy ra khi cậu không ngờ. Iaga nhảy lên và tung một đòn vào Seth. Cậu đã đỡ được. Ông cho biết thứ cậu phải học chính là phải điều khiển được đôi tay đó. Sáng hôm sau, Seth lại tìm đến nhà Meli và xin ở nhờ vì mấy ngày nay ngủ ở công viên cũng bị phạt tiền nên đốc đã nổi giận với cậu. Meli đồng ý để cậu ở lại đây vì ở chung cũng khá vui. Seth sau đó vẫn tiếp tục tập luyện với Iaga và bị ổng dí hành cho ngập đầu. Ông bắn không hề nhân nhượng và cho cậu bất tỉnh nhân sự. Thấy tiến độ cứ như này thì Iaga biết việc huấn luyện cho cậu hẳn sẽ rất là lâu đây. Đóc lúc này đang ngồi thưởng thức ly cà phê một cách tao nhã và tranh thủ liếc nhìn nàng thơ Melba của chú ta. Đột nhiên hai con báo xuất hiện làm khung cảnh thơ mộng ngay lập tức biến mất. Cả hai đã gọi món và rủ Đóc ăn chung, nhưng chú ta muốn cả hai tránh xa để chú ta một mình. Đột nhiên ba đến mời Đóc uống thử cà phê cô mới nghĩ ra. Chú ta biết nó có thể sẽ rất dở nhưng vẫn liều vì tình cảm của cô khi đưa cà phê ra. Đóc đã lấy tinh thần uống thử và trái với suy nghĩ nó ngon một cách lạ thường. Đang phê pha và tận hưởng cuộc sống thì đột nhiên Đóc bị một cái xúc tu bắt xuống cống ngầm. Iaga bất thình lình xuất hiện và cho biết thứ đó là Kraken, một loại quái vật được lai tạo ra từ thí nghiệm và hẳn là đã bị vứt bỏ xuống cống ngầm, nhưng con Kraken này không ăn thịt mà chỉ thích cà phê. Có điều Meo Ba và bố cô lo là Doc thường ngày toàn uống cà phê nên cơ thể sẽ toàn mùi cà phê. Iaga cũng không dám chắc chắn là Doc sẽ ổn nên Meli và Seth buộc phải xuống dưới kia để cứu DOC. Doc lúc này đã tỉnh và hoảng hốt khi có con Kraken bên cạnh. Nhưng nó chỉ lấy ly cà phê rồi uống, sau đó cứ thế giữ Doc lại bên mình. Đột nhiên nó ngửi thấy mùi cà phê nên chạy đến, đây là mồi của Seth để dụ nó tới meli thấy không an tâm vì iaga không đi theo do ông ta cho rằng Seth có một con bạch tuộc mà không xử được thì đừng mơ đánh được nemesis cả hai đã sẵn sàng thì nó từ dưới nước chui lên Seth đã dùng chiêu và lao đến đấm nhưng cơ thể trơn trượt khiến nó chẳng hề hấn gì nó cứ thế cướp xô cà phê và rồi quay đầu bỏ đi cả hai định theo thì bị nó phun mực cho hết thấy đường cả hai sau đó ra về và quyết định đặt bẫy để ngăn con bạch tuộc di chuyển rồi mới tấn công meli đã đặt bẫy gấu quanh xô cà phê nhưng đắp lại là người bị cho dính bẫy Cô sau đó chuyển qua dùng lưới thì con bạch tuộc cho đắp vào lưới rồi xoay vòng vòng. Dùng thuốc ngủ thì đắp cũng dính nốt, quá cay cú nên nhân cách kia của Meli đã tung một đòn ma pháp. Cả hai lại vác mặt về và bị Iaga đến xỉa sói. Ông ta cho rằng cả hai quá gà khi không đánh bại được con bạch tuộc đó, Seth vẫn quyết tâm phải đánh bại nó để cứu đắp vì cứu đồng đội là một lý do chính đáng. Cậu cũng vừa nảy ra được một ý tưởng, cậu sau đó lại xuống dưới kia và mang theo xô cà phê nữa, đắp và bạch tuộc lại tìm đến và đắp muốn cả hai về luôn đi khỏi cứu chú ta vì chú ta và con bạch tuộc đã làm bạn với nhau. giờ quay lại trên kia thì cũng chẳng thể lấy được tình cảm của Ba nên chú ta quyết định chấp nhận thực tại mà ở dưới này cho bớt đau khổ. vì ở cạnh Seth thì chú ta toàn gặp suối quẩy. nhưng Seth không chấp nhận và tự đổ cà phê lên đầu và để con bạch tuộc tóm lấy. nó nuốt lấy cậu nhưng rồi phải nhổ ra vì cà phê này toàn những nguyên liệu kinh khủng của Ba, nó té ngửa ra sau và bị Melly chói lại và để Seth lao đến nấm. nhưng đốc đã đứng ra bảo vệ nó nên cậu đành dừng tay. thấy đốc đã chọn làm bạn với nó nên cậu cũng xem nó là bạn luôn. Doc sau đó đã quay về cuộc sống uống cà phê hàng ngày ở quán Melba. Còn Seth thì nhận ra bản thân yếu ra sao và quyết định xin Iaga cho cậu thêm bài tập. Ông muốn cậu nói được làm được chứ đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng. Doc Henley cà phê này ngon và muốn được sống chung với người làm ra ly này thì chính bố của Melba mới là người làm ra nó nên giờ cả hai thích thì sống chung với nhau. Vài ngày sau, Seth vẫn tiếp tục tập luyện khắc nghiệt đến mức rách luôn đôi găng tay mà bà Anma cho. Iaga đã đưa cậu một đôi khác và có gắng chung với thép đen, thứ có khả năng ngăn chặn ma thuật và nếu cô tháo ra thì sẽ bị giật ông cho rằng cậu không xứng để đi diệt nemesis vì cách dùng ma pháp của cậu quá khá người và cầu thả ông muốn cậu tìm ra điều quan trọng nhất với cậu nếu không tìm ra được thì găng tay vẫn sẽ ở đó còn nếu cố đến mức tháo ra được thì nó sẽ phát nổ cậu mang đôi găng về than vẫn với meli Melba ba và bố cô cũng hỏi thử tình hình thì cũng không hiểu được ý iaga là gì đột nhiên đóc cấp tốc chạy đến vẫn tranh thủ tán tỉnh Melba ba một câu rồi mới cho biết là con mèo bệ hạ đã gọi cả nhóm đến diện kiến nó cho biết tiền nợ của cả ba đã đến mức kỷ lục nên giờ một là phải trục xuất hai là làm trừ nợ, còn cách cuối là trả hết một lượt mà cái này thì chắc là không có rồi. Cả ba sau đó buộc phải đi làm việc khổ sai. Seth và Melly thì đi chùi dọn bên trên thành phố, còn Doc thì phải đánh bánh xe này. Doc đã lấy sức mạnh tình yêu ra để làm động lực mà tiếp tục làm. Nhưng khi Seth và Melly vừa chùi dọn xong thì phát hiện có mấy pháp sư bay đến hướng kia, Seth đã đi xem thử và bất ngờ khi đây là đám cướp lần trước. Chúng đã thoát được khi bà Anma giao lại cho dân làng xử lý. Melly cũng chạy đến và sốc khi chúng chỉ mặc mỗi quần đùi, chúng chỉ đang định cướp một ít kho báu từ nhà vua để trang trải cuộc sống. Melly không nhiều lời mà bắn chiêu thì bị tên đần đần này chặn được. Chúng sau đó đã chồng mông và phản lại đòn, cô đã phát hiện chúng có thể dùng được phép là nhờ vào chiếc quần đùi. Chúng cũng thừa nhận là quần này được làm từ nguyên liệu cùng với chiếc găng tay mà các pháp sư đeo để dùng phép. Nói xong thì ông ta tiếp tục bắn thêm, Melly đã chặn lại được. Nhưng bên kia đã nhận ra xét không thể dùng được ma pháp nên đưa ra giao kèo. Họ muốn xét để yên cho họ cướp thì họ sẽ giúp cậu tháo găng tay ra, cậu không chấp nhận giao dịch với đám vô lại. Họ vẫn cho cậu còn vì ông này rất coi trọng một người như xét. Ông tôn trọng sức mạnh của xét và đồng cảm với hoàn cảnh khao khát sức mạnh của cậu, vì có sức mạnh thì cuộc đời sẽ dễ dàng hơn. Nhưng xét vẫn kiên định với lý tưởng của bản thân nên hai bên đành tiếp tục giao tranh. Bên kia đồng loạt bắn trưởng thì Meli trị đại đã ra mặt chặn đòn và đánh trả, hai tên ra khỏi cuộc chơi nhưng mấy tên có khiên chắn vẫn còn đây. Xét lại làm liều khi để Meli tung đòn còn bản thân sẽ lao lên lúc tên kia vừa chắn thì xét đã nhảy lên và sút ngay mõm tên còn lại cũng được meli lo liệu và chị đại lại lui về sau nhưng lão đầu sỏ vẫn chưa gục mà bắt meli làm con tin con tiểu quỷ mà meli nuôi đã bay đến giúp cô và khiến lão ta loạn choạng rơi khỏi tàu xét đã lấy chổi lao xuống cứu cậu quyết định tháo găng tay bằng mọi giá và cứu được lão ta về nơi an toàn xét sau đó đã đi xin lỗi iaga vì làm sai lời hứa với ông mà tháo găng tay nhưng ông bỏ qua vì cậu đã làm việc tốt và hẳn là đã có câu trả lời cho riêng mình Ông đã trao lại găng tay cho Xét và cho biết từ trước đến nay cậu chưa hề biết cách sử dụng ma lực, nhưng cậu lại có thể bao bọc cú đấm bằng ma lực mà không cần đến găng tay như bao pháp sư khác. Với người khác thì Xét sẽ là dị giáo nên Alma đã phải đeo găng để che giấu cậu khỏi những pháp sư khác. Và giờ thì với đôi găng này cậu đã có thể phát huy sức mạnh và tiếp tục cho những bài học khắc nghiệt hơn. Meli vẫn thấy quên gì đó và đúng là họ đã quên mất đắc vì ông vẫn còn đang quay dưới kia. Vài ngày sau đó, Seth đọc được vài thông tin về Thánh quân và được Iaga cho biết họ là một tổ chức khó đoán và không phải ai cũng đi theo một mục đích còn bên kia tay đội trưởng của thánh quân đang phải tự câu thêm đồ ăn vì bắt đầu khan hiếm lương thực một người lính thấy anh ta không đáng tin cây lắm nhưng cũng chỉ vì là người mới nên chưa thấy được nhiều tối đó đội trưởng đích thân nấu cho binh lính ăn người lính kia thì vẫn cứ để ý đến đội trưởng và có vẻ thất vọng hai người này sau đó đã gặp riêng và đội trưởng thừa nhận bản thân đã từ bỏ việc thăng tiến từ lâu nên cũng chỉ làm cho qua chứ không còn cống hiến như xưa bão sau đó ập đến buộc thánh quân phải kéo nhau đi sửa thuyền sửa suốt một đêm khiến ai nấy cũng mệt mỏi vào sáng hôm sau người lính kia thì nghe được việc đội của cấp trên thì liên tục đi cứu giúp người dân và được thăng tiến nhìn lại bản thân phải sửa tàu cực nhọc khiến anh ta có phần hụt hẫng đột nhiên có tin báo về rằng một hạm đội đã bị hư hỏng gần đây và đang bị nemesis tấn công và đang yêu cầu viện trợ lúc đến nơi thì con nemesis không thấy đâu mà chỉ thấy một đội thánh quân đang ở đây chờ cứu viện họ gọi đến là để nhờ sửa lại tàu để còn về giao nộp những pháp sư bị bắt đây và tiếp tục trên con đường thăng tiến người lính kia thì thấy ngưỡng mộ trong khi anh đội trưởng nhìn rất ngứa mắt họ sau đó đã phải bắt tay vào sửa tàu anh lính kia quyết định sau việc này sẽ xin nghỉ để gia nhập đội khác. Lúc sửa xong thì họ chạm mặt với con Nemesis đã tấn công tàu, nó không để ý tới thánh quân mà nhắm đến thị trấn gần đó. Anh lính không muốn bỏ mặc ngôi làng nhưng lão mập này đếch quan tâm. Anh đội trưởng đã lên tiếng bảo chữa rằng họ làm việc này để phục vụ dân nên nếu bỏ mặc như vậy thì cũng chẳng khác gì là đang hại dân. Anh sau đó đã tập hợp quân lính và hứa sẽ thưởng họ một bữa ăn thật ngon khi trở về. Tối đó anh đội trưởng cùng toàn thể quân lính đều trở về an toàn. Họ chỉ đơn giản là bắn vào cánh của con Nemesis và để nó tự rơi xuống biển. Còn giờ là phần của lão mập. Anh đã phát hiện được những người bị nhốt đây chẳng có ai là pháp sư, tên này chỉ bắt đại rồi lừa cấp trên để lấy công, anh đã hạ lệnh bắt hết để đưa về trị tội. Tối đó, anh đã nấu cho toàn quân một bát cháo cực kỳ ngon để làm phần thưởng như đã hứa. Anh quân sĩ kia cũng thay đổi cách nhìn về đội trưởng và hoàn toàn đặt hết lòng tôn trọng nơi anh ta. Nhưng có một điều khiến anh đội trưởng băn khoăn, lý do là trước khi anh ta tấn công thì con Nemesis đã bị một thế lực nào đó đánh cho bị thương từ trước, vài ngày sau đó sách ngủ dậy thì thấy cả thành phố đều tấp nập tổ chức lễ hội con mèo vàng cứ thích khi nào là tổ chức khi đấy nhưng đốc cho biết là có lý do cả con mèo đấy chỉ muốn tổ chức gây quỹ từ khách du lịch nên mới tổ chức lễ hội làm như này thì cũng giúp họ khó bị bên thánh quân tấn công hơn thấy cả hai có vẻ rảnh nên đốc khuyên cả hai nên tham gia đua trổi để có cơ hội dành tiền thưởng cả hai cũng đi đến xem thử và được biết giải thưởng là cực kỳ lớn có điều tham gia thì cũng phải nộp phí cả hai không có tiền nên bị một thanh niên là nick người đã vô địch hai lần đua trổi trước cà khịa Melly có nghe qua danh của tên Nick này và biết thanh niên này luôn có tiền nâng đỡ nên mới được giải. Nick có nghe qua danh của Anma và cho rằng bà là một người yếu đuối nên mới không dám hợp tác với những pháp sư nơi đây. Sét không chấp nhận việc người cưu mang mình bị lăng mạ nên cậu đã vùng lên và chống lại Nick. Cậu ta sẽ xin lỗi và rút lại lời đã nói nếu Sét chứng tỏ được bản thân trong cuộc đua sắp tới. Melly cũng lần đầu nghe về Anma nên đã xin Sét kể lại cho nghe thử. Cô thấy Anma quả là một người thú vị và quan trọng với Sét qua lời kể. Nhưng đối với Sét thì sự đáng sợ của bà cũng nhiều không kém. Ngày tổ chức đã đến và tất cả thí sinh đều đã có mặt đầy đủ. Nick cùng đồng bọn thì mang theo quả chổi của dân nạp tiền. Melly cũng có một cái nhưng nhìn không giống chổi cho lắm. Đốc muốn cả hai lo mà thắng vì ông đã cược vào cả hai. Vừa bắt đầu, Seth và Melly đã nhanh chóng vượt lên và bám sát nhóm của Nick. Đốc thấy kèo này có thể ăn. Iaga cũng đến xem thử và đoán chắc cậu có thể thắng. Đột nhiên con mồn lèo cũng tham gia để ngăn xét phá vỡ tỷ lệ cược. Đốc lại cho rằng kiểu này toang rồi, nhưng Iaga vẫn tin vào xét sẽ làm được. Nó bắn hai cánh tay vào xét và Melly cậu đã vòng lên phía trên để tấn công thì con mèo lường được và cho súng bắn nhưng nhờ luyện tập nên cậu đã vượt qua được và kịp thời đỡ cả Melly khi con robot của mèo phát nổ cả hai tiếp tục tiến lên để đuổi sát nhóm Nick nhưng Nick đã thí hai thằng đệ để giữ chân xét và về đích trước có điều cậu chọn cứu hai người kia còn hơn là về đích nhưng kết quả vẫn chỉ có một vài nhóm xét vẫn chưa thể đổi đời và còn nhận thêm nợ từ phí tham gia đốc cay cú vì xét không chịu hiểu giá trị của đồng tiền đốc đang đau đầu vì mớ tiền nợ này ông lo lắng sau này mà lỡ có cưới được meo ba thì cả hai sẽ lại chia tay vì nợ ngập đầu đến nỗi cạp đất mà ăn đốc phải tìm việc nào đó đem lại lợi nhuận cao và đập vào mắt ông là ủy thác diệt nemesis vô danh đốc thấy vụ này quá nguy hiểm nên phải giấu đi nhưng hai người mà ông muốn giấu đã phát hiện đốc cố vòng vo tam quốc nhưng vẫn để bị cướp mất nên đành phải kiếm cớ khuyên hai cô cậu trẻ đừng liều mình như vậy nhưng cả hai lo cho nơi gửi ủy thác sẽ còn bị tấn công bởi nemesis nên vẫn một mực đòi lên đường và lại họ cũng đang cần tiền trả nợ cộng thêm bên thánh quân chẳng quan tâm nên họ càng phải đi Doc vẫn nhất quyết không đi cho đến khi Melba Ba lại khen mấy câu thì ông quay xe cái một và quyết định đi cùng. Để rồi khi lên tàu thì mới nhận ra là bản thân ngu muội. Cả ba vừa ra khỏi thành phố đã bị người của thánh quân bắt gặp và đuổi theo, để chắc chắn thì còn gọi luôn cho cấp trên. Xét muốn biết thêm về nơi họ sẽ đến, nơi này là những gì còn sót lại của cả một kỷ nguyên công nghệ. Vì nơi này giờ chỉ còn lại những thứ như mùi hôi và rung lắc liên tục nên được gọi là thị trấn rung chấn. Lúc đến nơi thì nơi này gần như chẳng có ai và khói bụi với tiếng ồn thì dày đặc, Họ không biết phải đi đường nào để đến nhà chủ thuê nên cứ đi mò. Đến khi đốc kêu mệt thì họ mới dừng chân thì nhận ra con tiểu quỷ của Meli đã lạc. Cả hai cô cậu đã quay lại tìm, họ tìm được nó cách đó không xa nhưng đột nhiên một sinh vật chạy vụt qua. Meli nghĩ là Nemesis nhưng nó trông nhỏ hơn tưởng tượng. Đang đuổi theo và tính kế thì cả hai bị con Nemesis tấn công bất ngờ. Seth không tin nó lại nhanh như vậy nhưng Meli nhận thấy không phải nó quá nhanh mà là có đến hai con. Seth đã lao đến để phản công lại và đánh gục được một con đang định làm nốt thì cậu nghe thấy tiếng sao và mấy con nemesis này bắt đầu bỏ chạy cả hai đuổi theo thì phát hiện chúng còn đến cả chăn con chứ không phải hai đang tìm được đi thì xét bất ngờ bị một cánh tay túm và kéo vào gã này tự xưng là grim và đến đây săn nemesis hắn muốn biết giữa cậu và nemesis có quan hệ gì nhưng cậu từ chối trả lời nên grim quyết định dạy cậu một bài học Sét cố chống trả nhưng chỉ là vô ích vì chênh lệch giữa cả hai là quá cao đang định dứt điểm thì meli đã đến can thiệp grim thấy cả hai đã làm náo loạn nên sẽ thu hút thêm người đến nên đi trước và sẽ còn gặp lại sau xét biết tên kia rất mạnh nên cũng không dám manh động đúng lúc này thì cả hai bị người của thánh quân phát hiện và chúng đã về báo cáo cho tên chỉ huy của chúng tên này có vẻ rất cam thù pháp sư nên mới có thể nở một nụ cười như này trước khi xung trận sáng hôm sau nhóm xét đã núp trong thùng rác để tránh sự phát hiện từ thánh quân đốc nghe kể lại là có đến mấy chục con nemesis thì cũng mừng vì nếu bắt được hết thì dư giả trả nợ xét muốn đi tìm bắt thì đốc cho rằng nên đi gặp người ủy thác trước trong lúc đó tên tướng quân đã gặp lại anh đội trưởng anh ta đến để yêu cầu tướng quân đây cứ bình tĩnh vì cấp trên vừa đưa lệnh là để yên đấy một thời gian tướng quân này khá cộc cằn và cay cú khi để pháp sư di chuyển trong thành phố do bản thân cai trị trước đây anh đội trưởng từng là cấp trên của tên này nên giờ thân thế đổi ngược khiến tên tướng quân không còn nể mặt nhau mà cứ chửi lên chửi xuống nhưng anh đội trưởng thì cứ thế chơi đùa với sự nóng nảy đó và khiến tên tướng quân làm mấy hành động ngu ngốc trong lúc đó thì nhóm xét đã tìm được đến nhà chủ thuê và được biết con trai trưởng của họ đã tiếp xúc với nemesis và có thể đã dình lời nguyền nhưng kể cả họ trình báo lên thánh quân thì cũng bị phớt lờ xét quyết định sẽ giúp họ giải quyết việc này cả nhà này đành phải tạm tin và cậu con trai đã nói sẽ chỉ đường cho cậu trên đường đi họ có hỏi cu cậu là thấy con nemesis như nào thì được biết nó khá to lớn Melly hiểu ra con cậu nhóc đã gặp là con gốc còn mấy con họ đã chạm chán chỉ là con bản sao được sinh ra và mấy bản phụ thì không thể lây bệnh cậu nhóc dẫn đường xong thì đã trở về cả nhóm đã tranh thủ lẻn vào và xông vào qua đường cửa sổ thì phát hiện ở đây có một cái cây sách có biết về cây này vì bà từng dạy cứ nơi nào có Nemesis là nơi đấy có cây này. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung lắc và người dân được chuyển đi nơi khác. Đốc nhận ra đám này đã khai thác quá mức nhưng vẫn chưa từ bỏ và từ đó khiến mặt đất bị bất ổn nên hàng ngày chúng phải dẫn người dân đến một địa điểm khác để cân bằng mặt đất. Tối đó, Seth biết tối nay khi người dân bị sơ tán đi thì Nemesis sẽ lại đến. Tối đó, nhóm Seth đã cưỡi trổi bay trên trời thì thấy Nemesis đã bắt đầu chạy loạn. Cậu đã một mình nhảy xuống để cân ba nhằm cô lập bớt. Đang vui vì đòn vừa rồi đã khiến Nemesis bất động dưới đống đá thì nó bật dậy và tấn công lại xét. Melly đã xuống dưới xem xét cả Seth và Melly đã kết hợp với nhau và thành công chế ngự được ba con chuột này. Doc mới đó đã bắt đầu nghĩ về cảnh được êm ấm bên Melba. Melly cũng muốn có tiền để tổ chức tiệc đồ ngọt, nhưng rồi sau đó đột nhiên đám chuột tự nhiên từ trên trời rơi xuống ngay giữa cái lồng ma pháp kia. Nhưng đột nhiên Grim lại mò đến và xử hết đám chuột trước khi Melly có cơ hội phong ấn chúng lại. Seth và Melly cố gắng đuổi theo nhưng bất thành. Grim xong việc thì cứ thế rời đi và không dễ để bị bắt. Nhưng Melly đã kịp cài lại theo dõi trên áo hắn nên sẽ không để hắn đánh bất ngờ vào lần sau chạm trán. Còn Grim thì bất ngờ lụng được hai tên gian manh nào đó và lôi về nghĩa trang để chuẩn bị nghi thức cúng cho linh hồn khác ăn, nhưng trong lúc đó, kẻ thổi sáo điều khiển đám Nemesis thật sự thì vẫn chưa xuất hiện. Nhóm xét lúc này than thở về tên quấn băng hồi nãy, cả bọn không biết hắn là gì mà cứ cản trở họ trong việc bắt Nemesis. Đốc thấy tên đó có vẻ là kẻ liên quan đến những vụ mất tích trong thành phố gần đây. Đốc thấy trong người không khỏe nên ngày mai có thể sẽ trở về thành phố và bỏ luôn nhiệm vụ vì đằng nào chú ta cũng chẳng phải người có ích gì trong cái đội này. Lúc Melly đã ngủ thì xét lại đến hỏi Doc về việc cậu thấy một vài bộ phận của Nemesis phát sáng. Doc biết thứ đó là gì? Trong thời gian chú ta nghiên cứu, chú ta biết được việc nếu một vài bộ phận của Nemesis phát sáng thì có nghĩa là chúng đang bị điều khiển. Những kẻ điều khiển Nemesis này bị xem là kẻ thù của toàn nhân loại. Tên thổi sáo lúc này đã tập hợp lũ Nemesis lại một lần nữa, sáng hôm sau. Anh đội trưởng kia đã vào thành phố để điều tra. Anh thấy một kẻ đang đi truyền bá linh tinh cho người dân, đám này đổ lỗi cho chính quyền và bọn pháp sư đã gây ra tình trạng này và anh đội trưởng đây cũng bị nhắc tên trong đó đội trưởng đã đến tìm tên tướng quân và trao đổi vài việc với ông ta anh biết tướng quân đây đang căm ghét lũ người nhập cư nên mới khiến người dân thành phố phát hỏa đến mức này nhưng anh ta căn dặn là tướng quân đừng có để tâm đến lũ người nhập cư quá mức mà để nemesis làm loạn ở đây đồng thời cũng nói về việc những người dùng phép sẽ đến đây sớm những người dùng phép đó có quyền hạn cực cao và họ cũng có chung mục tiêu với anh ta là truy bắt xét vì họ khá quan tâm đến những rắc rối mà xét gây ra tên tướng quân sau đó đã bắt đầu lo ngại về việc những người dùng phép sẽ tìm ra bí mật của hắn ta nên quyết định dùng xét như là mồi lửa để kích động người dân và đưa kế hoạch của hắn đến giai đoạn cuối xét lúc này đang cố níu đốc ở lại nhưng chú ta cự tuyệt chú ta không muốn dính dáng đến pháp sư nữa và cũng khuyên xét nếu khôn ngoan thì nên trở về nhưng xét không muốn nên chú ta cảnh báo là cậu có chết thì cũng đừng hối hận đốc cứ thế rời đi mà không ngoảnh đầu lại hai con báo sau đó quyết định đi kiếm gì đó ăn Cả hai quay lại nhà của cậu nhóc kia thì nghe tin cả nhà đã bị chính quyền bế đi hết vì nghi ngờ là tiếp tay cho người nhập cư. Chính quyền sáng nay đã giáo giết truy bắt những nhập cư và những ai có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Tên tướng quân lúc này đã đứng ra trước mặt người dân và tuyên bố đi săn những kẻ nhập cư để ngăn những kẻ đó phá hoại cuộc sống nơi đây. Người dân cũng nhiệt liệt hưởng ứng và bắt đầu về nhà sách đồ đạc, sẻng cuốc lên để bắt đầu đi săn lùng. Đốc chưa ra được khỏi thành phố đã dính phải cảnh này, chú ta quyết không dính dáng đến để rời đi thì phát hiện một cái ổ Nemesis chú ta cho rằng bản thân yếu nên sẽ chẳng làm được gì nên cố để trốn đi thâm tâm ái náy khiến chú ta ở lại thêm một lúc và rồi bị một tên cảnh vệ bắt được trong lúc đó người dân sắp đem cậu nhóc kia đi thiêu sống và xét đã chạy đến để giúp cậu nhóc cậu đã dùng cách như bà ao ma từng dùng để đuổi người dân đi họ đều sợ hãi cậu mà chạy đi hết cậu đã cứu và đưa cậu nhóc đi còn quân lính đã về báo cho tên tướng quân là họ đã tìm được xét hắn cho chuẩn bị đại pháo để bắn và bất chấp việc người dân vẫn chưa di tản hết Seth đã đưa cậu nhóc và Meli đi Meli đã sang dạng hung hăng và đòi xử hết lũ kia nhưng cậu cho rằng họ chỉ đang sợ nên mới hành động như vậy cậu sau đó biết gia đình cậu nhóc đã bị bắt đi cậu nhóc không biết bản thân bị lỗi gì thì xét cho rằng lỗi là ở tên tướng quân kia và cậu sẽ bắt hắn trả giá đột nhiên đạn pháo bắn về phía cậu tên tướng quân muốn cậu nghe rõ lời hắn nói hắn muốn cậu đầu hàng hoặc ông ta sẽ toàn lực khai hỏa Seth sau đó đã dùng cú đấm sấm sét để lao đến tấn công tên tướng quân nhưng hắn ta có rất nhiều lớp phòng thủ từng lớp quân lính sẵn sàng đứng ra để bảo vệ hắn, hắn đã lấy giáo ra và đáp trả lại xét. Melly cũng bị tên đội trưởng kia bắn rơi mất đũa phép. Xét bị tóm lại và cấm hành động lỗ mãng nếu không đóc sẽ là người chịu trận. Melly sau đó bị nhốt vào chung với đóc. Còn xét thì bị tước mất găng tay và không thể dùng phép. Anh đội trưởng sau đó tiếp tục đi điều tra và căn dặn là cấp trên muốn xét còn sống nên tên kia phải nhẹ tay. Tên tướng quân sau khi cho người chấn áp hết thì cũng quyết định đi nói chuyện với người dân để bảo họ dừng tay và cũng để ngăn anh đội trưởng không phát hiện ra bí mật của hắn. Melly tỉnh lại và không biết tại sao đóc lại ở đây và còn tiêu tụy như này. Chú ta chỉ cảnh báo cô là ở đây có Nemesis và rồi ngất đi. Trong lúc đó, tên tướng quân đã tóm lấy xét và cậu nhóc kia rồi đưa cả hai ra trước mặt người dân và còn kết tội cả hai mang Nemesis đến. Tất nhiên hắn biết lũ Nemesis của ai nhưng hắn vẫn gán tội cho cả hai cả hai hắn sau đó cho người đóng cổng thành và nhốt hết người dân bên ngoài, hắn sau đó gọi người chuẩn bị bắn pháo để diệt trừ hết người dân ở ngoài thành đây. Xét đã rất tức giận và tụ cú đấm lại để cho hắn bay đến chỗ đại pháo, nhưng hắn vẫn chưa bị hạ gục mà còn nốc thuốc để tự phá giáp hết. Hắn sau đó cho người xả đạn, nhưng đúng lúc này thì Grim xuất hiện và hút hết đạn. Hắn còn băng bó cho Seth và hỏi cậu có quen cô gái thổi sáo điều khiển lũ Nemesis hay không thì cậu đang săn đuổi kẻ đó. Grim sau đó phản đạn lại cho đám lính và xin lỗi vì lần trước đã hiểu nhầm cậu. Grim đến đây để săn tìm cô gái thổi sáo kia. Đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên và cô ta cùng đám Nemesis đã xuất hiện. Grim đã đi xử lý cô ta và lũ Nemesis còn tên tướng quân thì lại tìm đến để ngăn chặn xét. Chính hắn ta đã trả tiền cho cô gái kia để cô ta phá hủy nơi này. Vì hắn vốn dĩ cũng chẳng ưa gì nơi đây. Melly lúc này thì phát hiện Doc đã không còn mạch nữa con tiểu quỷ cũng đã mang được gậy phép về cho cô và cô đã tự thoát ra khỏi lồng để đi cứu người. Grim thì không biết tại sao cô ta lại ẩn nấp lâu đến vậy mà chọn đúng lúc này để ra tay, đã vậy còn lớn đến mức này. Seth thì đang bị tên tướng quân đàn áp, do cây thương của hắn là kim loại kháng ma pháp có độ tinh khiết cực cao. Cậu nhóc lúc này muốn chạy đi mở cánh cổng cho người dân vào. Nhưng để qua được thì phải vượt qua chỗ của tên tướng quân này. Người dân lúc này thì nhao nháo bỏ chạy, nhưng mấy tên lính vẫn không cho ai vượt qua. Anh đội trưởng đã tìm đến và ra lệnh cho chúng đi hạ Nemesis trước tiên thay vì người dân. Meli cũng hạ được Nemesis và lạc sang bên này. Cô lo là sẽ bị anh đội trưởng đây bắn nhưng anh ta xem Nemesis là mục tiêu hàng đầu lúc này. À thổi sáo lúc này quyết định cho việc này lớn hơn nên gọi gió lốc thổi cho chiếc chuông tại tháp đồng hồ rung lắc dữ dội không ngừng. Grim thì cố tiếp cận à thổi sáo nhưng người dân trên đường gặp nạn làm anh không thể cứ thế đến được. Cậu nhóc thì đã hạ quyết tâm và lao ra để đi mở cổng. Tên tướng quân tưởng cậu nhóc chán sống thì xét đã chặn cây thương của hắn lại để cậu bạn thuận lợi mở được cổng. Cậu tung hết chiêu nhưng cây thương của hắn đều chặn hết. Cậu đã ném giày vào mặt hắn rồi lao đến cho hắn một cú vào hàm, cậu còn lấy bộ ria ra để khịa lại hắn. Cậu nhóc thì sau khi nhảy xuống đã thành công kéo được cần mở cửa nhưng đã bị tóm lại. Đen đủi hơn nữa là cửa này có đến hai cái, à ta lúc này đã bắt đầu xoáy cho chiếc chuông bay lên cao hơn và định thả xuống nơi này. Chiếc chuông mà rơi xuống thì sức tàn phá của nó sẽ có thể sáng ngang với một quả thiên thạch và xóa sổ hết toàn bộ nơi này. Thế nhưng quả chuông lại rơi vào ngay khu vực quan trọng nhất của hắn, kho vũ khí, trụ sở và cả lâu đài của hắn, không ngờ trước cái kết này. Hắn đã hỏi à thổi sáo thì à ta quyết định kể cho hắn nghe mọi thứ, 15 năm trước. Tòa án đã giành quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ nhiễm bệnh và dự định biến chúng thành vũ khí chống lại Nemesis. Chúng chẳng nhận được sự cho đón nào của người dân mà bị ném vào tù, mỗi ngày với chúng như là địa ngục nhưng lũ trẻ vẫn cố gắng để sống sót đến một ngày thì người dân bắt đầu loạn và đòi đuổi hết những người nhiễm bệnh và những đứa trẻ đi nhưng một người lính đã xuất hiện và cho cô ta cây sáo này cùng lời khuyên là lúc này cảm thấy bất an thì cứ thổi sáo lên vì âm nhạc là thứ giúp xoa dịu tâm hồn nhờ chú ta mà không khí trong tù đã thay đổi nhưng vẫn có kẻ không ưa gì điều đó tối đó chính tên tướng quân đấy đã chĩa nỏ vào nhóm của cô ta nhưng ông chú đã đến kịp và ngăn hắn lại chú ta đã thuyết giảng cho hắn nghe cho đến một đêm hắn đã giả làm một người bí ẩn và thả cả nhóm cô ta đi. Và hắn đã gọi người dân săn lùng họ và khi ông chú tìm đến thì ba đứa bạn đã mất, chú ta đưa cô về nhà giam và thề sẽ bảo vệ cô. Nhưng tên tướng quân đó vẫn chưa ngừng lập nên những kế hoạch đê hành khác. Không lâu sau, Nemesis rơi xuống thị trấn. Tên tướng quân đã xúi dục ông chú thả cô ta ra để chiến đấu với đám Nemesis. Ông đành đưa cô ra để nhờ cô ta chiến đấu và hứa sẽ bảo vệ cô ta nhưng ông ta bị tên tướng quân cắn lén và ông đã buộc phải giữ hắn lại để cô ta chạy trốn cô ta chạy giữa đường thì cây sáo rơi ra cô ta đã thổi lên thì lũ nemesis kéo đến nhưng chúng không tấn công và cô ta nhận ra bản thân cũng giống như lũ nemesis này chúng chọn làm bạn với cô ta nhưng quân lính vẫn không ngừng tấn công cô ta và lũ nemesis đã buộc phải lẩn trốn để chờ lúc này nổi dậy tên tướng quân đã nhận ra cô ta và bắt đầu nói lên cái lý tưởng lệch lạc của bản thân về việc hắn làm là để diệt trừ hết lũ người nhập cư mang lại sự thối nát cho nơi này còn việc hắn để người dân chết là sự hy sinh cần thiết người dân chọn nổi dậy chống lại hắn và nghĩ cô ta là người mang đến công lý nhưng cô ta cũng chẳng ưa gì lũ người dân đã hại chết bạn cô ta nên cô ta sẽ diệt hết cô ta cho rằng cô ta không bao giờ quên cái cảm giác sợ hãi vào cái đêm mà chúng đánh đập bạn bè cô ta nên so với tên tướng quân kia thì người dân giả nai người tốt kia cũng chẳng khác gì tòng phạm chúng chỉ là lũ bợ đít thủ lĩnh Tên tướng quân nói gì là chúng nghe theo, chúng còn định giết cả cậu nhóc nên đừng có ra vẻ vô tội. Cô ta sau đó đã định cho cả hòn đảo này rơi xuống thì Grim đã tiếp cận được cô ta, tên tướng quân vẫn ra lệnh cho quân lính bắn phá người dân. Còn Seth thì giờ đã biết hắn là kẻ chủ mưu tất cả. Cậu cho rằng hắn chỉ là một tên yếu đuối khiến hắn tức giận lao đến tấn công, cậu chuyển hướng đòn của hắn nên hắn đã quạt cậu bay đi. Nhưng Seth đã có điểm tựa để quay lại đáp trả cậu sau đó đã chặn đòn từ cây thương của hắn và bị hắn dùng tay đấm cho bay lên trời rồi dùng cây thương găm vào để kéo về nhưng lúc về thì cậu cũng đã hấp thụ đòn kéo đó mà đấm một cú thẳng vào cây thương của hắn cây thương sớm vỡ vụn và tiếp theo sẽ là cái mặt hắn khung cảnh sau đó chỉ còn khói bụi mù mịt còn xét thì đã kéo mũi thương ra khỏi tay rồi bất tỉnh xét tỉnh lại thì thấy bức tường đã vỡ nên người dân có thể chạy vào lại bên trong cậu sau đó gặp lại anh đội trưởng và anh ta muốn bắt cậu nhưng cậu vẫn còn phải đi lo liệu để ngăn nơi này rơi xuống và còn phải đi tìm và phá hủy dây điền có điều sau vụ này anh ta sẽ tống cậu vào lồng nhưng cậu tự tin anh ta sẽ không thể nào bắt được cậu những người làm phép lúc này vẫn đang trên đường tới và vẫn chưa hề biết gì về chuyện ở dưới kia tên đại tướng tóc đỏ này chính là kẻ có quyền hành gần như cao nhất và muốn đợi đến lúc hạ cánh xem bằng chứng mà anh đội trưởng tìm ra là gì một tên trong đoàn này đã quyết định xuống thăm dò trước và báo cáo lại sau grim lúc này vẫn đang chiến đấu với ả thổi sáo kia ả à, ta đã tức giận khi thấy Grim làm bị thương anh em của cô ta, nhưng Grim đã tạo ra một màn khói để che mắt và tiếp cận cô ta từ phía sau. Anh ta muốn biết ai là người đã dạy cho cô ta kỹ thuật điều khiển Nemesis. Đột nhiên cô ta dùng kiếm ẩn để tấn công khiến Grim thấy máu mà sợ hãi chạy đi. Meli thì vẫn chẳng thể làm được gì và thất vọng nhớ về quá khứ. Buộc nhân cách còn lại phải ra mặt chiến đấu thay. Cô gặp lại được Seth và trở về nhân cách bình thường. Cô khóc lóc vì Doc đã chết, nhưng Seth cho biết Doc vẫn còn đây. Ban nãy cậu đi qua thì thấy xác của Đốc và Đốc Baby đã chui từ trong người xác của Đốc lớn ra. Chú ta mang lời nguyền bất tử theo dạng lột xác này. Melly mừng vì Đốc vẫn còn sống. Đột nhiên đũa phép của cô phát ra một ánh sáng và nó đã làm lộ diện Grim. Anh ta đến để cảnh báo về việc đối thủ của họ trước mặt đang rất mạnh. Nên nếu muốn giữ mạng thì giờ đi vẫn còn kịp. Nhưng Melly và Seth không đồng ý nên cả hai muốn ở lại chiến đấu. Grim không muốn liều mạng nhưng nếu cả hai có kế hoạch thì anh sẽ hỗ trợ. Còn baby doc thì anh sẽ đưa đến nơi an toàn giúp, Grim sau đó đưa cả hai lên tìm ả à thổi sáo. Ả à ta thả đám Nemesis ra chặn đường thì Seth đã lao lên đánh trước và bị chúng áp đảo mà đẩy xuống dưới. Cậu sau đó tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ở trong tháp đồng hồ. Seth đã gặp được thanh niên mặc áo choàng từ trên chỗ tên đại tướng gửi xuống và kẻ này cũng có một cặp sừng trên đầu như cậu. Grim biết Seth còn sống thông qua tấm băng quân trên tay cậu. Grim đã đưa Melly lên gặp ả à thổi sáo và lại ném hỏa mù. Nhưng lần này là để Melly tiếp cận cô ta. Melly đáp xuống và kịp tung một chiêu lên mặt cô ta rồi bị đẩy lùi. Melly cố thông não cho cô ta nhưng cô ta nhất quyết không thèm nghe và nếu ai cản trở cô ta trả thù thì cô ta nhấn chìm hết. Melly biết là dùng lời không được nên quyết định phong ấn năng lực của cô ta thông qua đòn cô đã tung ra được ba nãy. Bị phong ấn năng lực nên cô ta không còn điều khiển được đám Nemesis nên Grim đã lấy ra một cây vũ khí siêu lớn để đi dọn dẹp hết lũ Nemesis quanh cô ta. Quay lại với Seth. Thanh niên bên kia là Pio và cậu ta cho biết bản thân là một người quan sát. Cậu ta thắc mắc tại sao xét lại giữ cái phong ấn bên má cậu thì cậu cho biết đây là vết thương cậu dính khi chiến đấu với Nemesis và bà Alma đã dán lên để ngăn lời nguyền lan ra. Pio thấy cậu đã hiểu sai năng lực của bản thân. Nếu gỡ thứ đó ra thì năng lực của cậu sẽ gia tăng và cậu thật sự không muốn biết năng lực của bản thân mạnh đến như nào hay sao. Cậu chỉ đang nghi ngờ Pio vì không biết Pio là bạn hay thù. Pio hỏi cậu chiến đấu cho ai. Vì người dân, hay vì những phù thủy, vì cậu hiển nhiên sẽ không chiến đấu vì tòa án thánh quân. Nhưng cậu nghe thấy tiếng động nên đi trước và cảm ơn vì Pio đã giúp cậu. Cậu sẽ cân nhắc câu hỏi đó và trả lời nếu có dịp gặp lại. Pio biết cả hai sẽ gặp lại sớm vì cả hai là gia đình của nhau. À thổi sao lúc này đã kết hợp năng lực của cô ta với lũ quái và Meli cũng chẳng thể phong ấn thêm nữa. Grim thì đã hết thời gian sử dụng cây đại kiếm nên giờ chẳng thể tiếp cận cô ta được nữa. Nhưng đột nhiên xét từ dưới chui lên và đúng ngay chỗ cô ta đang đứng. Cô ta khá bất ngờ vì cậu đã thoát chết một lần sau khi rơi từ độ cao ấy xuống mà giờ lại muốn đưa đầu vào chỗ chết lần nữa, nhưng cậu chưa thể chết khi chưa ngăn được cô ta lại. Cô ta thì lại không nghĩ cậu có đủ khả năng để làm điều đó, Grim thì đã đưa Melie đi vì tòa tháp đó sắp sập nên ưu tiên giữ mạng được càng nhiều càng tốt. Xét cho rằng cô ta chưa là gì nếu so với những hình phạt và bài tập của bà Alma và Iaga. Cô ta sau đó bay lên để giáng đòn xuống thì cậu cũng tung một cú đấm ma pháp để đáp trả lại. Cô ta vẫn áp đảo được xét và cho rằng cậu đang giúp những kẻ không xứng đáng được cứu cô ta đã đè bẹp cậu trước sức ép đó. Xét vẫn cho rằng tên tướng quân mới là kẻ có tội, còn việc cô ta đang làm thì cũng chẳng khác gì hắn. Nhưng cô ta một lần nữa nhắc cho cậu thấy được hiện thực rằng dù cậu có chiến đấu vì con người bao nhiêu thì cậu vẫn sẽ chẳng được loài người chấp nhận. Họ không hề mong muốn việc được sử dụng phép thuật để rồi bị kỳ thị và sâu trong tim xét. Cô ta biết cậu vẫn nhận thức được cậu nên chiến đấu cho phe nào, nhưng cậu chọn chiến đấu cho mọi người nên cô ta đã cho cậu biết lũ người tốt bụng mà cậu đang bảo vệ là những kẻ đã chia cắt cô ta khỏi gia đình hành hạ cô ta và còn yêu cầu cô ta hy sinh để bảo vệ chúng cô ta ném phép mạnh nhất nhằm đè bẹp cậu triệt để cô ta cho rằng cậu không giống cô ta nhưng mọi lời cô ta nói xét đều đã từng nếm qua trước đây dù vậy cậu vẫn cho rằng hành động của cô ta là sai hòn đảo tiếp tục rung lắc dữ dội nhưng grim biết cuộc chiến đã sắp kết thúc vì xét đang đàm phán với cô ta trong kia xét thừa nhận bản thân rất giống cô ta nhiều lần cậu cũng đã có những suy nghĩ giống như cô ta đang làm nhưng chính ao ma là người đã chỉ dẫn cậu đi đúng đường rằng dù thế nào thì cậu cũng phải chứng tỏ bản thân không phải là con quái vật như loài người luôn nhìn họ. Cậu sau đó đã lấy đi cuộn giấy của cô ta và dùng chính vũ khí của cô ta để áp chế ngược lại. Cô ta nghĩ cậu sẽ giao cô ta cho lũ người đó hoặc là giết cô ta nhưng cậu sẽ không để tòa án động vào cô, cậu muốn cô đi cùng cậu và phá hủy dây điền. Đến lúc đó thì Nemesis sẽ không còn và loài người cũng sẽ chấp nhận họ. Cô cho rằng việc đó quá viển vông nhưng Seth vẫn tin là cậu sẽ làm được, nhưng đúng lúc này, những người dùng phép đã thực sự đến nơi. Anh đội trưởng không biết tại sao lần này cấp trên lại gửi những sĩ quan chính thức đến đây, liệu xét thực sự đáng lo ngại hơn anh ta tưởng. Lão Phật kia đã kết tội xét ở bao nhiêu vụ án mà cậu thậm chí còn không biết là bản thân đã gây ra. Nhưng cậu lại có cảm giác quen quen với những cái tên mà ông ta nói, đột nhiên ả thổi sáo đã bắt và đòi giao cậu cho chúng để đổi lấy tự do. Cô ta biết xét rất quan trọng với chúng, vì nếu không muốn giữ cậu còn sống thì ông Phật đây đã nghiền nát họ ngay tức khác rồi. Cô ta nói ra tên của bản thân là Hamelin và nhìn chung thì xét có vẻ quan trọng nên cô ta có thể lợi dụng được. Cô ta sau đó đòi điều kiện là phải thả hết pháp sư ra và chính quyền không được truy bắt các pháp sư nữa. Điều kiện bị từ chối nên cô ta đã lấy lại cuộn giấy và bắn trả rồi còn bảo xét đứng lên mà chiến đấu. Cô ta sau đó giao cuộn giấy chứa anh em của cô ta trong đó. Cô ta dặn cậu là không được xem chúng như quái vật rồi hôn một cái từ biệt. Cô ta rất thích vẻ hồn nhiên của cậu và nói thẳng là cô ta không thể đi cùng cậu do cô ta cũng có phe cần phải bảo vệ. Grim và Melly sau đó đã phải đưa cậu đi dù cậu nhất quyết muốn ở lại chiến đấu cùng Hameli. Cô ta quyết định câu giờ cho cậu chạy đi và chính quyết định đó đã khiến cô ta bị tên đại tướng đâm chết trong thâm tâm cô ta vẫn hy vọng cậu có thể phá hủy được dây và thay đổi hoàn toàn thế giới này nhưng xét sau khi chứng kiến cảnh đó thì đã không thể ngồi yên mà lao thẳng xuống đòi sống mái một trận với tên đại tướng nhưng cậu bị một tên đấm cho bất tỉnh ngay khi chưa kịp tiếp đất đột nhiên pio từ xa đã làm gì đó khiến xét bừng tỉnh sức mạnh tiềm ẩn tên kia tức giận vì bị cậu làm bị thương nên lao đến một cách ngu xuẩn mặc cho đại tướng đã cảnh báo hắn bị đánh bay và xét sau đó đã nhắm đến lão phật kia cậu lao đến tấn công buộc ông ta không thể tham chiến trong một thời gian ngắn vì phải bảo vệ người dân khỏi đá rơi tên đại tướng đã ra trận và thấy cậu trông chẳng khác gì con thú hoang cậu đã lao đến tấn công nhưng tên đại tướng này cũng chẳng phải dạng dễ ăn nên lại bị đánh bật đi mất cậu bị đẩy lùi về rìa tòa tháp và ngay tức khắc được Grim đưa đi Grim đã đưa cậu đến nơi an toàn và Melly trước giờ chưa từng thấy xét như này Grim sau đó đã mở quan tài ra và trả những người bị anh ta bắt trước đây ra đây là những người anh ta phải giấu đi vì đã lỡ thấy kế hoạch của tên tướng quân trong đó cũng có cả đốc đồng thời thì họ cũng đã có người đến đón về. Đại tướng đã đến khen ngợi anh đội trưởng vì anh ta đã có thể gạt bỏ cảm xúc sang một bên để cứu người. Còn vụ của tên tướng quân thì họ đều có lỗi khi không kịp ngăn hắn lại, đột nhiên pháo hoa được bắn lên. Đây là cách để đánh lạc hướng cho đoàn tàu đưa cả nhóm xét rời đi an toàn. Trong mơ, Seth đã nhìn lại ký ức của mình. Cậu gặp lại Hamelin và cô đã nói lời tạm biệt với cậu. Cậu không biết sao mọi thứ lại thành như này. Mọi thứ cậu làm sau cùng lại là khiến hòn đảo trở nên hỗn loạn. Cậu hỏi Pio lúc đó anh ta đã làm gì cậu? đó là cách duy nhất anh ta có thể làm để cứu cậu và sức mạnh đó cũng là của chính cậu chứ không phải do anh ta bơm vào sức mạnh và ký ức thật sự của cậu vẫn còn quá xa vời và nhiệm vụ của anh ta đã giúp cậu chạm đến những thứ đó cậu không biết sao cả hai lại giống nhau thì anh ta nói bản thân là anh trai cậu cậu đã chẳng thể làm được gì cho hamelin và cậu biết ngoài kia vẫn còn nhiều kẻ phân biệt đối xử như tên chọc đó và liệu cậu có thể làm gì để xóa bỏ nó liệu đến được và phá hủy jaden thì điều đó có xảy ra điều đó pio cũng không thể nói trước được một tuần sau thì Seth mới tỉnh lại, cậu gặp lại đốc và Melly, đồng thời là cả Grim. đốc thì vẫn còn cảnh giác với Grim, nhưng Grim thật sự là người tốt, nếu anh ta không hiểu nhầm thì đã giúp Seth từ sớm hơn. Cánh tay của cậu do bị tên đại tướng đánh trúng nên giờ không thể dùng được phép thuật nữa vì phép của tên đại tướng có khả năng cắt đứt ma lực của bộ phận hắn chém chúng. Nhưng Seth thấy vậy cũng chẳng sao vì cánh tay này của cậu chỉ đem đến bạo lực vô nghĩa, thị trấn kia thì đã khôi phục lại. Và giờ không còn tên chọc nên nơi đó dám chắc sẽ phát triển tốt hơn còn con mồn lèo thì vẫn không ai biết lý do tại sao nó lại bỏ tiền ra để gọi người đi đón xét về hôm sau cả nhóm đã đến gặp lại Melba ba và bố của cô cô thắc mắc đóc đâu thì xét đã đưa chú ta ra đóc lo là sẽ bị Melba ba khinh rẻ nhưng cô lại thấy thích thú với đóc baby cô sau đó nhận thấy đóc cần thay tã nên đặt đóc xuống bàn đóc là bộ ấm chén sắp bị nhìn thấy nhưng người thay tã cho đóc là bố của mèo ba vì ông có kinh nghiệm rồi Melba ba sau đó lấy báo ra và cho biết nhóm của xét đã được tôn lên làm người hùng đã cứu thị trấn kia sau khi đánh bại phù thủy xấu xa xét thấy buồn vì Hamelin bị người ta gọi là phù thủy xấu xa. Họ sau đó nhận được thư từ con mùn lèo, nó quyết định gọi cả nhóm đến để tổ chức tiệc ăn mừng. Ai nấy đều muốn đi, Mel Ba cũng được rủ đi chung nhưng đóc sợ là Mel Ba sẽ bị ai đó ở bữa tiệc cướp mất nên không chịu. Nhưng bố của Mel Ba cũng muốn đi để xem cách phục vụ cấp cao ra sao để học hỏi. Tối đó, họ đã đến bữa tiệc của vua mèo và xét thắc mắc tại sao đốc lại to lên như này. Lý do là vào hồi chiều, đốc đã đi mua thuốc tăng trưởng. Chú ta lấy hết vốn dành dụng ra mua để có lại được cơ thể trẻ trung, vậy mà uống vào thì thành như này vì nó chỉ phát triển ngẫu nhiên đến một giai đoạn giờ nốc nữa thì không chừng lại thành ông cụ già cả ba sau đó vào trong thì vua mèo đã cho người lên sân khấu và bắt đầu giới thiệu về xét cậu bị lôi lên sân khấu và mang theo cái tên là vua nợ vì là người có số nợ nhiều nhất cậu cũng bị gọi là người hùng nhờ những việc đã làm nhưng cậu không muốn xem bản thân là người hùng và cũng chẳng cần được tâng bốc cậu sau đó bị con mèo ném xuống đám đông khán giả dù cậu có muốn hay không cậu đã phải chui rúc đến trốn ra thì lại chạm mặt thanh niên nick đã đấu với cậu hồi ở giải đua trổi Thanh niên này vẫn khoái việc so đo với cậu và còn đòi kèo solo với cậu một lần nữa vì không tin cậu là người hùng. Nhưng cậu cũng chẳng cần và cũng chẳng thích so đo. Nhưng Nick lại đi hạ nhục Hamelin khiến cậu đã quay lại đấm một cú và nói ra những gì cậu thấy uất ức. Cậu sau đó hỏi xem có ai biết về Jadian thay không thì chẳng có ai nên đành quay đi. Cậu sau đó đi thăm mấy con Nemesis của Hamelin thì đột nhiên gặp lại bà Alma. Bà thấy cậu còn nhớ bà vậy mà không thèm gọi về một câu. Nếu không phải Melly gọi cho bà thì bà cũng chẳng biết cậu bị như này cậu vẫn cho rằng cậu đã không cứu được Hamelin, thế là bà lấy ra một bức thứ của cậu nhóc ở thị trấn kia gửi cho cậu. Nhờ hành động đánh bại tên tướng quân của cậu mà nơi đó đã biến chuyển tốt hơn, và cả việc cậu đã làm ở thị trấn đầu tiên thì giờ nơi đó đã đối xử tốt hơn với bà và cả Meli. Cô cũng rất lo cho cậu đến mức quên luôn việc bản thân cô cũng đang bị thương, nên cậu đừng có dầu dĩ vì không cứu được tất cả nữa, vì cơ bản thì cậu cũng đã cứu được rất nhiều người khác rồi. Cậu đã cảm ơn bà Alma nhưng bà cho rằng cậu còn phải cảm ơn người khác nữa cậu chạy đến gặp lại hai người bạn và quyết định vui vẻ với họ trong bữa tiệc. Sáng hôm sau, Seth vẫn mơ về việc lỡ như ngày nào đó cậu lại bị mất kiểm soát và hại đến bạn bè. Trong lúc đó, những người dùng phép đã bắt đầu bàn luận về sự kiện vừa xảy ra ở thị trấn kia. Họ sẽ phải tiếp tục truy bắt Seth bằng mọi giá và đồng thời thanh niên đã bị Seth đấm bay kia đã bị giam lại vì để cảm xúc chi phối lý trí. Họ cũng phải sắp xếp hình phạt cho anh đội trưởng vì dù việc anh ta làm là đúng nhưng vẫn là trái lệnh khi cấp bậc của anh ta chỉ là một đội trưởng quèn. Nhưng đại tướng đã sắp xếp xong hình phạt cho anh ta tại tàu của đội trưởng lương thực và tiếp tế họ đều đã phải để lại cho người dân để người dân có thể tự phát triển trở lại dẫu biết là nhờ anh ta mà người dân được cứu rất yếu nhưng anh ta vẫn thấy áy náy vì đã không thể ngăn được thuộc cấp cũ của mình trở nên điên cuồng vì để đủ lương thực cho toàn quân trên tàu nên anh ta cùng đoàn quân đã đi săn vài con thú ở một hòn đảo nơi này có loài gọi là thỏ núi và họ tin là sẽ săn được vài con nhưng khi chạm chán thì ai nấy phải chạy vì con thỏ to như quả núi đội trưởng đã bắn một phát khiến nó bỏ chạy và giờ muốn bắt nó cũng không dễ nên thôi còn có một loài nữa là lợn khổng lồ nhưng nghe tên thì ai cũng muốn né đến tối về cả đoàn chỉ săn được mấy thứ lặt vặt đội trưởng quyết định thử gọi cho những thị trấn lân cận để xin tiếp tế nhưng kết cục là chẳng thu được gì vì việc tên chọc kia phân biệt đối xử đã khiến người dân mất lòng tin vào tòa án dẫu biết là một kẻ làm sai mà lại khiến toàn bộ phải chịu ảnh hưởng là không đúng nhưng họ cũng chẳng thể trách vì họ cũng biệt thị toàn bộ pháp sư trong khi chỉ có một vài thành phần là thực sự xấu một người lính sau đó đã đến tìm anh đội trưởng để giải bày thắc mắc nhưng với anh thì việc làm tốt những gì cần thiết đã là quá đủ vì anh không phải dạng người muốn đơn thân thay đổi thế giới giống như cậu nhóc mọc sừng đòi đi tìm dây điền kia người lính đây đột nhiên có ý tưởng để giúp cả đoàn không chết đói và cách đó thực sự có tác dụng họ đã gọi cho thị trấn mà họ từng giúp đánh đuổi nemesis lần trước để xin viện trợ chẳng qua từ đầu anh không muốn lấy đó làm cái cớ để ép người dân giúp đỡ nhưng người dân lại tự nguyện muốn giúp khiến anh thấy việc đã cứu nơi đó là đúng đắn hôm sau nhóm của Seth đã chào mừng bà alma đến đây sống bà muốn cậu coi trọng meli nhiều hơn còn đốc thì vẫn không ưa nổi bà ma Đột nhiên Meo Ba đưa cà phê ra và cho biết cà phê giờ đang rất đắt đỏ. Vì thị trấn suýt bị phá hủy kia là một trong những tuyến đường giao thương, việc nơi đó đang phải khôi phục khiến việc vận chuyển qua đó khó khăn hơn nên cà phê cũng đắt hơn. Và việc cà phê bị độn lên giá khiến con bạch tuộc dưới cống là sinh vật chịu ảnh hưởng nặng nhất. Vì không có cà phê thì nó cũng sắp chết khô luôn rồi. Sách khá thành cái xúc tu nhưng vì nó là bạn nên cậu và Melly quyết định lên đường đi kiếm cà phê. Cậu sau đó mang về một ly nước màu đen. Đốc nếm thử thì đây là mực của con mực. Cậu sau đó xách về một túi nhưng đây là đậu lần thứ ba thì cũng đem về được cà phê. Nhưng chờ cái cây này mọc đủ cà phê chắc còn bạch tuộc hẹo lâu rồi, đến cuối ngày thì cậu cũng thật sự xách về được một cốc cà phê đàng hoàng. Con bạch tuộc uống xong thì đã sống lại khỏe mạnh. Meli phát hiện tờ giấy trong túi xét thì cậu cho biết đây là hóa đơn cà phê, cậu đã đi nợ để mua cà phê và nguyên mớ đó là 100 triệu. Đốc sốc đến phát ngất vì ly cà phê mà 100 triệu thì chết quách cho khỏe chứ trả bao giờ cho hết. Trong lúc đó, anh đội trưởng đã có đồ ăn cho quân lính và anh cũng sắp phải rời tàu một thời gian do bị triệu tập về tổng bộ. Anh muốn chịu phạt một mình và tự tin quân lính của anh sẽ tự lo được trong thời gian anh vắng mặt. Người lính ngưỡng mộ anh đội trưởng nhất lại là người nghe thấy. Anh đội trưởng tự hỏi nếu gặp tình huống như anh ta thì Xét sẽ làm gì. Xét lúc này đã về nhà Meli và cậu vẫn còn đang lo nghĩ gì đó mà hơi lơ đễnh. Meli sau đó đã về phòng ngủ trước, còn Xét thì ra ngoài và vẫn lo sợ về sức mạnh của bản thân. Bà Alma đã đến tìm cậu, bà thấy cậu thật sự rất hợp với nơi này, vì những lúc cậu chạy xung quanh và bận rộn là những lúc cậu ít lo nghĩ nhất bà biết cậu đang e sợ gì đó nên cậu đã hỏi bà về việc liệu cậu có phải quái vật hay không, xét sau đó đã lên đường cho một cuộc hành trình mới và điều gì sẽ còn chờ đón cậu, chúng ta chỉ có thể xem phần 2 của phim để biết được, tạm biệt